Bác sĩ này sẽ tiêm bắp, tiêm ở chân nhé. Sau khi tiêm xong thì cô về con có thể bị sốt, đau tại chỗ tiêm nhé. Anh tên là Trang Hà Tống. Hiện nay thì anh công tác ở cái trạm y tế xã La Văn Tần với cái chức vụ là trưởng trạm y tế xã. Anh công tác ở đây được chục năm rồi. Hát tình này, hát tình này. Đầu tiên anh vào thì tình hình y tế của địa phương ấy thì nó cũng rất là khó khăn. Ở cái chỗ là mình là còn vừa mới vào ấy, cái sự giao tiếp với nhân dân thì mình chưa được sâu rộng. Do vậy cho nên là trong quá trình mình công tác thì tạo niềm tin cho bà con là mình là người địa phương mà giao tiếp nó tốt và tạo được một cái mối quan hệ gần gũi với bà con, thì là trong quá trình 10 năm mình công tác ở đây thì cho đến hiện nay thì là mình bà con đều biết mình cả. Bây giờ thì công việc cũng là gần hết rồi nên là mình chỉ chờ họ cắt hết chỗ cây ở trên này xong là mình lại bê cái đống củi, đống lá cây này về bên này để. Nhà mình ở đây thì chỉ dựng bằng gỗ thôi. Đào chỗ đất này mình xăm bằng lên xong là mình bắt đầu lấy gỗ về. Các chị em phụ nữ thì không làm được, các ông anh ấy để làm xong là nó nhiều kiểu lắm. Và bây giờ cũng tối rồi nên là cũng không có công việc gì làm. Cái đường lối mà cấp trên đưa xuống ấy, thì theo đúng các loại thông tư ấy, thì nên áp dụng, nhưng mà chúng ở đây anh vận dụng theo cái thực tế ở địa phương. Như cái địa bàn nó rộng, nếu mà mình tổ chức một cái điểm tiêm thì cũng rất là khó khăn cho bà con đến. Do vậy cho nên là bọn anh sẽ vận dụng là tổ chức thêm mấy cái điểm ở di động ở bản cố định ở một cái ngoài những cái điểm chính ở cơ sở chính này. Đây, cái lượng vaccine, cái tích vaccine ấy thì hiện nay thì có cái tích vaccine kiểu là dây một tay xách này. Cũng muốn là làm sao để mình thiết kế làm sao để trong một cái túi. Cái túi này để mình đi bản ấy thì mình đeo ở lưng này ạ. Cho nó thuận tiện hơn, chứ còn nếu mình xách này nhiều vaccine nó nặng, nó mỏi tay ấy. Chứ còn trên này, dưới Lâm Tẩn ấy thì địa bản nó rất là rộng. Hộ nó cách hộ kia, bản này cái bản kia rất là xa. Do vậy cho nên là những cái khu mà trung tâm gần ở trạm ấy, điểm chính thì bọn anh là huy mời đến trạm y tế để tiêm. Còn những cái điểm mà nó cách xa ấy, chứ còn mình không thể đợi ở đây đợi họ từ bản khác xa về thì nó sẽ cái công tác tiêm chủng nó sẽ rất là khó khăn. Cái này thì chủ yếu là dùng bàn đá thôi. Dùng bàn đá này. Nó thuận tiện là dùng bằng đá này, vì đá này nó mình để nó ấy, chứ còn nếu mà mình xếp theo cái này ấy, thì nó sẽ không hợp, nó sẽ không vừa lọt hai cái vào nhau. Thì làm sao ví dụ như là mình thiết kế làm sao nó cái này lọt vào mà nó không lay nào. Thì bọn anh hiện nay là bọn anh sử dụng cái đá lạnh này. Với lại cái làm cái này bằng lạnh ấy thì bọn anh hiện nay là không có tủ để làm. Thì bọn anh chủ yếu là bên trung tâm làm xong nó bên trung tâm vận chuyển lên xong rồi bọn anh mới nhận được. Bây giờ bốc máy thức bản rồi.
Mình tên là Giang Thị Dở. Năm nay mình 24 tuổi. Mình bây giờ có hai cháu rồi. Và gia đình mình hiện tại bây giờ thì gồm có 11 người. Cháu lớn tên là Mạnh Quang, còn cháu 2 tuổi, cháu bé thì tên là Mỹ Thi, bây giờ được 12 tháng. Hồi mới có em bé trong bụng thì các bác sĩ thôn, các y tế thôn bản đã vận động mình đi tiêm vaccine. Sau khi mình sinh đứa con đầu lòng thì được các bác sĩ đến tận nhà, y tế thôn bản đến tận nhà để vận động mình đi tiêm. Hồi đấy thì mình cũng không biết gì, nhưng các bác sĩ lên nhà thì đã khuyên bảo đưa các con đi tiêm để tránh tình trạng sau này con bệnh tật nhiều. Mình đi tiêm vaccine là để tốt nhất cho mình sau này không phải bị bệnh nhiều, để mình dễ chăm con hơn. Một cái trường hợp mà anh gặp khó vận động nhất ấy, thì cái trường hợp mà ở bên xã trước kia anh công tác ấy, mình về cái vận động các cháu đi tiêm thì mình cũng trực tiếp đi tận bản. Thì mình là đi, mình họ nhìn thấy mình vào thì có nhiều trường hợp là mình vào cửa chính thì họ ra cửa phụ. Do vậy cho nên là, hoặc là có trường hợp là mình chưa đến nơi mà họ nhìn thấy mình thì họ đã cắm cái lá xanh ở trước cửa. Lần đấy thì anh không vào, nhưng mà lần khác anh lại vào. Mà có thể anh vào nhưng mà anh biết, ví dụ họ cắm cái lá đấy, họ cắm cái cửa chính nhưng mà cửa phụ vẫn vào được. Cho nên mình biết được điều đó nên mình xuyên qua cái cửa phụ để tiếp xúc cho họ. Đấy, cho nên là nếu mà ai mà không biết ấy, thì là người ta cấm rồi thì không vào, nhưng mà mình là mình người địa phương mình biết. Thì họ cứ tưởng là mình là người dân tộc khác, mình không biết. Nhưng mà qua đó thì mình cũng đã tiếp cận gần dần được bằng cái khả năng của mình. Và mình đã vận động bằng cái tiếng của dân tộc. Do vậy cho nên là người ta dần dần am hiểu và sẽ là đã thực hiện theo cái công tác tuyên truyền vận động của mình. Đến ngày mà sắp tiêm đấy ạ, thì mình cũng có nhận được cái đơn của các bác sĩ ở bên trạm gửi về đến tận nhà để mình xem thời gian ở trong đấy mình đi tiêm đúng ngày ạ. Mình tiêm thì các bác sĩ mình thì cũng suốt ngày đi làm nên mình cũng không có thời gian nhiều để ở nhà để theo dõi ngày giờ, mà mỗi lần tiêm thì các bác sĩ gửi đơn về đến tận nhà để thông báo cho mình để mình biết thời gian đi tiêm thôi. Mình đã gửi giấy mời cho cái đội y tế thôn bản rồi. Thì hôm nay là họ đã mời hết rồi. Và họ đã chuẩn bị địa điểm cho mình rồi. Đấy, họ đã địa điểm tiêm cho mình, mà mình đã giấy mời lại địa điểm tiêm ở nhà văn hóa cộng đồng rồi.
họ đến thì mình tiếp nhận họ và mình tổ chức khám sàng lọc trước. Trường hợp nào khám sàng lọc trước thì mình sẽ chuyển sang phòng tiêm vaccine. Tiêm vaccine xong thì mình sẽ chuyển họ sang cái phòng sau tiêm. Do vậy cho nên là nó sẽ chuyển qua, nó sẽ có 3 phòng như vậy. Có, sau khi tiêm xong thì mình phải ở lại đấy để bác sĩ theo dõi 30 phút. Nếu mà mình về nhà, đến nhà mà con quấy khóc quá, cũng có cái cảm giác sốt thì mình phải đưa đến trạm y tế. Chân kia gác ở đây, hiểu không? Một tay, hai tay anh nắm này, tay cầm kim khoảng độ gần 90 độ, anh đâm vào, sau đó anh để này thôi. Thì anh, thì bao giờ anh? Theo nguyên tắc là không phải đè xuống đùi, mà anh phải nắm trên. Nắm trên. Anh bơm. Riêng về tiêm, cái công tác thực hiện tiêm chủng ấy thì theo anh thấy ấy, thì làm như vậy là đủ rồi. Mà đối với những cái điểm mà đủ cơ sở, đủ buồng phòng với đủ điều kiện ấy, thì áp dụng như vậy. Nhưng mà theo anh thì nên mở rộng thêm những cái điểm ở ngoài trạm. Ví dụ điểm ở ngoài trạm thì mình có thể là bố mình không có phòng, mình không có phòng ngồi chờ sau theo dõi, thì có thể mình sẽ bố trí một khu thôi chẳng hạn, như thế mà nó sẽ nằm trong cái khuôn đấy thôi. Không ạ, kiểu như là chỉ có em dùng thôi, còn chị em khác thì có người thì có người thì không, thì mình thường hay gọi điện thôi. Còn Facebook thì em dùng để bán hàng online. À thế à? Vâng. Chị bán gì đấy? Em bán là mỹ phẩm linh hương. Bởi vì chồng mình thì cũng là người đi làm, mà mình ở nhà thì chỉ mình còn con nhỏ nữa nên mình không đi làm xa được. Thì mình nghĩ là mình muốn kiếm thêm một chút tiền đó để phụ giúp về gia đình. Mình sẽ cố gắng và theo đuổi ước mơ của mình, để rồi mình là phụ nữ chân yếu tay mềm thì mình không làm được việc nặng, nhưng mà việc bán hàng đấy thì mình sẽ cố gắng và sẽ mong là nó sẽ đi tầm xa hơn.